Mặc dù xuất hiện sau level 5 khá lâu, nhưng cấp độ 4 vẫn phải được tạo ra nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống. Vì từ 5 lên 10 chúng ta vẫn hơi giết được, nhưng từ 3 lên 5 thì có vẻ như khoảng trống này vẫn phải được lấp đầy bởi sức mạnh của Juju Burger. Một chiếc Gashat được tạo ra không phải bởi Dan Kuroto mà từ một nhân viên làm việc cho hắn. Với đam mê tạo ra tựa game, quái vật được người chơi cung cấp đồ ăn vô tận. Tên Burgerster này có lẽ vô cùng đặc biệt với Emu cũng như với tất cả những người khác. Hắn ta không có ý định tấn công loài người. Cảm nhận được điều này, Emu đã quyết tâm bảo vệ hắn và được người chế tạo ra tựa game trao chiếc Gashat level 4. Juju Burger, hình dạng của anh kết hợp bởi một người giao burger, hai chai tương, mayonnaise cũng như tương ớt ở hai tay trái và phải. Chiếc dài trượt patin thể hiện tốc độ giao burger của người này là vô cùng nhanh nhẹn, và chiếc hamburger chính là phần thân của anh. Tạo hình mặc dù hơi kỳ quái nhưng mà sự kết hợp cũng rất tuyệt vời. Khả năng chính của Juju Burger không thể nào là sức mạnh, vì level 4 lúc đó là quá thiếu sức mạnh so với hình dạng level 50 của Kamen Rider Paradox. Nhưng khả năng linh hoạt từ đôi giày Batang đã giúp anh tấn công kẻ thù cũng như di chuyển vô cùng nhanh chóng để né tránh những đòn tấn công. Khả năng của anh chỉ thật sự phát huy khi anh chiến đấu với tên Juju Burger để hoàn thành trò chơi. Trò chơi Juju Burger không phải là tấn công để phá hủy những đòn tấn công của Burgerster, tạo ra một chiếc burger ngon nhất. Sự kết hợp hoàn hảo đó là đòn tất sát Juju Ritico Strike tạo đĩa thức ăn hoàn hảo để phá đảo hoàn toàn trò chơi. Emu đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc lia màn như bao lần khác của thiên tài game thủ Emu. Và đó cũng là màn thể hiện duy nhất, màn thể hiện trong tập 17 của Color SA về Juju Burger, form level 4 của SA.